Kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay khắp ba miền của đất nước sẽ nắng nhiều. Ở miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, còn ở Bắc Bộ và Trung Bộ thì nắng nóng sẽ lan rộng. Vùng nóng màu cam đỏ thì sẽ mở rộng ra khắp khu vực Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi. Nóng nhất ở Bắc Bộ chiều nay thì sẽ là Mường La và Sông Mã của Sơn La cũng như là ở Mai Châu của Hòa Bình với mức nhiệt lên tới 38 độ. Thủ đô Hà Nội và một số nơi khác như là thành phố Việt Trì, Bắc Ninh hay là Ninh Bình nhiệt độ cũng khá cao, 35 đến 36 độ. Ở Trung Bộ thì do hiệu ứng gió phơn mạnh trời sẽ nóng hơn. Một số nơi ở vùng núi của Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có mức nhiệt là trên 39 độ, nắng nóng đặc biệt gay gắt. Các thành phố ở gần phía biển thì có thành phố Đồng Hới, Đông Hà hay là Huế nhiệt cao 37 đến 38 độ. Còn thành phố Quảng Ngãi hay là Thanh Hóa và Vinh chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Tây Nguyên thì chiều nay cũng nắng mạnh, đặc biệt là ở thành phố Kon Tum và Buôn Ma Thuột có mức nhiệt là 36 độ, còn Pleiku và Gia Nghĩa 34 độ. Nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo trong chiều nay ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều nơi khác của miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ ở đây là 35 đến 36 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa chiều nay không mưa, trời nắng, gió không quá cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong chiều và tối nay.